những gian hàng không người bán ở Hà Nội. Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều gian hàng không người bán đã mọc lên nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, đồng thời thuận tiện cho việc kinh doanh mà vẫn đảm bảo an toàn giữa mùa dịch. Đây là chuỗi gian hàng rau củ quả không người bán được một doanh nghiệp tổ chức, giúp nhu cầu mua thực phẩm thiết yếu của người dân thuận tiện hơn. Mô hình này đã được triển khai tại 6 địa điểm trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, gian hàng không người bán tại số 40 phố Lan Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm có nhiều rau củ quả tươi được chia sẵn thành từng phần trong khay bọc màng bảo vệ thực phẩm. Mỗi khay hàng đều có giá 10.000 đồng. Các mặt hàng tại đây như cà rốt, củ cải, cà chua, dưa chuột, đỗ xanh, rau muống, chanh được nhập ngay tại hợp tác xã rau của địa phương, đảm bảo luôn tươi ngon và đặc biệt còn có mã QR để người mua quét, tìm hiểu về nguồn gốc của sản phẩm. Mỗi gian hàng không người bán đều được bố trí một thùng két để người mua có thể bỏ tiền vào trong. Người mua lựa chọn các món đồ trên kệ, sau đó bỏ tiền vào két sắt này theo giá ghi trên từng bao bì sản phẩm. Một số người dân sống khu vực này cho biết, gian hàng không người bán đặt ngay tại trung tâm, rất thuận tiện và đảm bảo tốt các quy tắc về phòng chống dịch. Tuy nhiên, các mặt hàng ở đây còn chưa đa dạng, ít sự lựa chọn, chủ yếu là rau củ quả. Đại diện chuỗi cửa hàng cho biết, ý tưởng thực hiện này là từ mô hình gian hàng không người bán ở Nhật Bản nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người, rất phù hợp giữa lúc Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Dự kiến, gian hàng này sẽ mở tới khi hết giãn cách.